toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Cô bác ơi, hiện tại thì em Cói đang có mặt tại nhà của ba anh em Mờ Bớ Hờ các bác ạ. Thì thời tiết ở trên Tây Bắc chúng em thì bây giờ là hình như là đã bước vào mùa mưa rồi, cho nên là trong khoảng thời gian là tầm mấy ngày vừa qua cho đến bây giờ là thời tiết vẫn là mưa, nên nắng mưa là thất thường, nên bị thiệt hại rất là nhiều. Nên sâu xa nhà của em Cói thì bố mẹ em Cói thì nhà là bị lúa là cũng bị sạt này, và cũng có rất là nhiều hộ gia đình khác là người ta cũng bị thiệt hại rất là nhiều, và còn có người là còn bị cuốn trôi và mất tích ấy. Ngày nay thì em Cói đã quay trở lại đây để mà xem là nhà của mấy anh em là như thế nào. Ở đây thấy Hờ đang quét nhà. Chào Hờ nhá. Bớ đâu? Đi làm ở đâu? Làm ở dưới chợ á? Đi từ lúc nào? Đi được mấy hôm rồi? Được một tuần chưa? Được một tuần rồi á? Ồ. Thế mà không có bạn nào báo với lại chị à? Thế mà mình Hờ ở nhà Hờ? Thế vậy Hờ có biết là chị Bớ đi làm công việc gì ở dưới chợ không? Bớ đi làm với ai? Thế có biết chỗ chị làm không? Không á. Chị đi chị có bảo gì không? Quay trở lại đây để mà thăm hai chị em, cũng như là xem qua về đằng sau nhà xem như thế nào, bởi vì em Cói cũng rất là lo ấy. Chỗ xã nhà bố mẹ em Cói thì cũng bị sạt nhiều nơi lắm. Em quay lại đây để mà xem là như thế nào. Thế là ngày hôm nay là về đây thì mới biết là Bớ hiện tại đang đi ở dưới chợ để đi làm rồi. Hiện tại thì cũng không rõ là làm cho nhà ai và làm công việc gì. Trước mắt là nghe Hờ bảo là đi làm được một tuần rồi. Là đi luôn à? Bây giờ ban ngày còn đang có sấm. Cái này là ai ghi đây hả Hờ? Hờ? Ôi, đây là một cái biển nhà mà em có thấy cái này là rất là bất ngờ. Ai ghi vào đây? Mà không được ghi linh tinh đâu nhá. Bọn nó tầm vẽ bậy trên tường. Thế em phải nhắc chứ, bảo không cho vẽ, không cho các bạn vẽ chứ. Nhớ chưa? Và nhà của mình đấy, bảo chị Cói mắng cho đấy. Thế là không được bắt nạt em, nhớ chưa? Và như thế, nên bảo các anh chị có gì thì chỉ bảo em với thôi. Các cháu ở đây thì cũng gọi là không có người lớn dẫn dắt ý. Với lại gọi là chủ nhà thì toàn là chủ nhà nhí thôi. Nên nhiều khi các bạn nhỏ là ở trong làng, trong xóm khá là nghịch ý. Đâu để gọi thử cái số điện thoại này xem nhá. Đâu, em có gọi xem là sao lại dám ghi cái chữ là bán nhà vào đây. Hay là mấy đứa giao bán nhà đấy? Không. Phải không? Bây giờ em có thử gọi số điện thoại này xem là số điện thoại của ai nha các bác. Bán nhà này là 100 triệu ở cái chữ này. Ừ, người dùng vận. Này là em có không biết là có phải là trò đùa hay là thật này. Cái này có phải thật không đấy? Hờ. Không biết ai ghi à? Thế mà anh chị em là có nợ ai không đấy? Có nợ tiền người ta không đấy? Không. Chứ bảo là
mọi người các bạn là đến chơi thì chơi thôi chứ không được à, ghi vẽ bậy linh tinh như thế nhớ chưa? Chứ những cái này là không phải là trò đùa đâu, không đùa được đâu những cái này ấy. Em chào anh. Khỏe không anh? Ôi sao không biết làm sao mà ai lại ghi cái chữ là bán nhà ở kia nhà anh nhỉ? Nhà của bọn trẻ con ấy. Em không biết được, anh cũng vừa về hôm qua. À. Hỏi sao bớt xem nào. Thế vậy bình thường là mấy đứa này ở nhà ấy, ở anh ở đây thì anh ở gần, anh có biết là mấy đứa này nó có kiểu đi chơi hay là nợ nần gì không? Anh cũng về hôm qua mà. À. Các trẻ con nó về linh tinh như. Chả biết được, em gọi thử cái số kia thì thấy số máy bận. Thằng Hớn nó bảo vẽ linh tinh thì em mới bảo là trẻ con thì không biết như nào, thử sang đây hỏi anh xem ý. Trẻ con viết lung tung ý ạ. À? Chứ là em giật mình luôn ý. Vâng, anh chị khỏe chứ ạ? À? Vâng. Vâng. À, xong rồi. Em nghe thằng Hờ bảo là cái bớ đi làm chả biết đi làm ở tận đâu. À, làm dưới chợ vậy ạ? Bớ. Bớ đi làm một ngày 25 nghìn. Một ngày 25 nghìn ấy ạ? Ừ. Ồ. Là một tháng 2 triệu ấy. Là một tháng 2 triệu. À. Thế một mình đi hay là đi với ai trong làng hả chị? Đi với một đứa ở trên Lao Chải ạ? À. Một ngày 25 nghìn. Sao Hờ ở nhà sao? Vâng, vâng, nãy em ra thì thấy Hờ đang quét nhà. Thế chị ở gần đây, chị có biết là bớ đi làm từ bao giờ không? Được 2 tuần rồi. Được 2 tuần rồi ạ? À. Thế vậy là chắc từ cái lúc mà mới nghỉ hè à? Ừ. 2-3 hôm. À. Chị có biết là làm cho nhà nào ở chợ không? Không. Cũng không biết à? Không biết. À. Đi nhớ gì ấy nhỉ? Nướng xúc xích hay là nướng là gì đấy? Nướng xúc xích á? Có một cái nhà đấy đi làm. À. Ở ngay chợ thôi. À. Anh. Vâng, cứ vẽ em bảo vẽ cái bán nhà thì chắc cũng có nó vẽ đi tin thôi. À. Hôm qua em cũng mới thế thôi. Cái đứa gái này nó bảo là cái nhà này sao viết như là bán nhà ấy mẹ nhỉ. À. Chứ còn những cái này là không ghi lung tung được đâu nhỉ. Không phải cái gì cũng vẽ bậy lên tường được đâu. Thế em thử gọi là thấy máy bận, không dám nghe máy. À, nó không dám nghe máy, cái người đấy. Cái số đấy á? Vâng. Hả? Hờ á? Hờ còn không biết là chị đi làm được mấy ngày rồi cơ, nó bảo là tầm một tuần. À, nó bảo là bọn trẻ con nó vẽ bậy, trong mấy thằng kia nó vẽ bậy thôi. Như vậy em vẫn cứ muốn là sang bên này hỏi cho chắc nhỉ, hỏi người lớn chắc hơn. Thế đội này là ở đây thì có nghịch quá không hả chị? Gọi là đi chơi, gọi là mấy đứa nó hay đi với nhau thôi chứ không phải về đấy để mà phá phách là phá làng phá xóm đâu có gì. Vâng. Thế còn tưởng là về đây phá làng phá xóm thì thôi. Thế như vậy là cũng được rồi, cũng ngoan rồi. Vâng. Anh chị có nghe thấy rồi, các bạn này có đi trộm cắp của nhà ai không? À, thế cũng yên tâm rồi, tại vì nhiều khi là cũng phải hỏi để mình có thể nắm rõ được về các em như thế nào ấy. À.
Đằng nào thì các em là cũng từ nơi khác chuyển về đây để mà ở. Có là vừa mới sang bên chỗ hàng xóm là vợ chồng anh Thó này này, để hỏi xem là cái này là có phải là thật hay không. Thì có lẽ cái này là những cái trò đùa của các bạn nhỏ thôi, các bạn là vẽ bậy thôi. Mấy ngày hôm nay là thời tiết là mưa nắng thất thường, là cứ như thế này thời tiết là rất là oi. Nhà còn gạo không hả hờ? Lần sau thấy những cái dòng chữ này, thấy như này là lau sạch đi nhá hờ nhá. Chứ những cái này không phải là ghi bậy được đâu. Cái này không phải trò đùa đâu, bảo thế. Và tường nhà này là cũng không có được cho các bạn là vẽ bậy. Nó rất là bẩn, nhớ chưa? Nên là bây giờ nhà là nhà của mình phải tự bảo quản, mình phải tự bảo vệ lấy cái nhà của mình. Lau cả cái vết đen kia nữa. Đấy. Lau hết cả bên đấy nữa đi. Cái này là trò đùa của những đứa trẻ con ở trong làng, trong xóm thôi. Đây là một ngôi nhà vô cùng đặc biệt. Đó chính là tất cả tấm lòng của toàn thể quý cô bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, là các cô các bác là giúp đỡ tặng cho ba anh em mà có được một cái mái ấm riêng để mà ở. Thì em có tin rằng là những cái dòng chữ kia ấy thì nó chỉ là dòng chữ nghịch ngợm của các bạn nhỏ ở trong xóm thôi. Thế nên là mong các bác yên tâm là khi mà chúng em mà đi chia sẻ và kết nối hoàn cảnh khó khăn ấy thì đều thông qua chính quyền địa phương và được sự nhất trí và đồng ý của chính quyền địa phương thì chúng em mới kết nối và làm nhà tình thương như thế này này. Và đây là những cái ngôi nhà rất là đặc biệt, cho nên là không phải là ai muốn mua hay là bán là đều được đâu các bác ạ. Thế nên em có nói để cho các bác là yên tâm. Thế và em có cũng tin đây chỉ là trò đùa thôi. Vì nãy cũng có sang hỏi hàng xóm thì các bạn nhỏ ở đây thì ba anh em thì cũng khá là ngoan, cũng không có nghe thấy bảo là đi trộm cắp hay là phá làng phá xóm quanh đây cả. Chỉ có là mấy đứa trẻ là đi chơi, đi chăn trâu với nhau trên đồi thôi. Thế vậy chị Bớ đi làm là không về luôn à? Lúc sắp đi học về. Đâu sắp nghỉ hè chứ? Sắp đi học hay nghỉ hè? Khi nào? Ý là chị đang muốn hỏi là cái lúc mà chị Bớ đi làm rồi đây này, thì chị Bớ có về nhà lần nào hay chưa? Về lấy đồ. Về lấy quần áo á? Đi, hai chị em mình đi xem là đằng sau nhà nó có bị sạt lở hay như nào không. Thế bây giờ là còn mỗi cậu em Út là ở nhà thôi. Còn đang rất là nhỏ. Úi dồi, đi lên. Lên hẳn trên kia. Ngày hôm nay thì giọng em có là vẫn còn hơi khàn khàn, mong các bác thông cảm ạ. À. Nhiều khi là nói còn bị hụt hơi vì em vẫn chưa hết cảm. Ôi, cái đất ở trên này nó rơi xuống rồi à. Thế là đằng sau là nó bị sạt là khá là nhiều nên em có thấy. Thì cũng rất là may là nó chỉ bị một góc ở phía bên này thôi, còn phía bên kia là vẫn còn cỏ cây như thế thì nó cũng chắn được khá là nhiều. Hờ, cái này là phải xúc đi đấy. Phải hót sạch đi đấy hờ ạ. Nhớ chưa? Đấy. Để cho các bác xem. Xem cái này. Cái này cũng gọi là khá là nhiều đất đấy chứ không phải ít đâu. Cái kia có cây vả thì bây giờ nó cũng rơi xuống rồi. Không thể nào mà để cho đất nó đổ vào nhà như thế này được. Như này là không tốt đâu, không có an toàn đâu nhá. Nhớ phải xúc đi, đi xuống.
trước cái mưa thì nó cũng hay rơi, mà rơi ít thì đến đâu là mấy anh em là xúc đến đấy rồi. Lần này để xem nào, cái này là toàn đất với lại cỏ này. Ủa nó ngập khá là cao. Tại vì ngày trước làm nhà thì chỉ có là chỗ này là chỗ duy nhất thôi, còn không có chỗ nào để mà làm nhà cho ba anh em nữa, thì bây giờ như này là cũng không có ai mong muốn cả. Thế bây giờ thôi, nó đã sạt thì mình xúc dần dần nhá hờ nhá. Lấy cái xe rùa ra xong rồi xúc. Xuống nhà bác xem nào. Làm sao hả hờ? Hả? Sao? Hả? Hả? Nó nhiều không? Nó nhiều quá. Ừ. Đi Hờ ơi, đi xuống dưới nhà bác Lù chơi một tí đi. Làm sao? Không thích xuống nữa. Không thích xuống nữa. Làm sao? Hờ có vẻ là khá là lo lắng về cái đống đất ở phía đằng sau này. Có nhìn em có cũng thấy lo nữa các bác, vì nó nhiều quá. Thế năm nay học sinh gì? Được học sinh gì hả hờ? Khá. Được khá? Giấy khen đâu? Không có đâu. À, không có giấy khen à? Thế năm nay thành tích học tập của hờ là được học sinh khá nhá các bác. Thằng bé bây giờ là có vẻ khá là buồn. Ồ, bác Lù ơi! Thì có xuống nhà bác Lù xem nào. Bác Lù ơi! Ừ. Bác đang ngủ à? Ừ. Ôi, cháu mới được biết là bớ đi làm, thì bớ đi làm ở dưới chợ có bảo bác không? Không bảo à? Say rượu rồi à bác? Ồ, bác bị ốm nhỉ? Ôi, cháu bảo là cái đằng sau tả ly nhà mấy anh em thấy nó sạt nhiều quá nhỉ? Nhiều đất quá. Ôi, bác Lù bác đang ốm. Thế có bà ở nhà thôi với lại bác thôi, còn anh Treo lại vợ anh chắc là đi làm rồi. Em bé à. Bác Lù đang không được khỏe các bác ạ. Đây là bác của chị em Mờ Bớ Hờ. Còn đây là bà này các bác. Ôi có món gì đây? Hả? Quả gì đây? Dưa chuột. Dưa chuột à? Đây con nhà bố thò đúng không? Vâng. Bây giờ đi đâu đây? Đi chơi. À đi chơi à? Ờ thế đi đi. Hờ đang là một mình thôi. Thế có buồn không hờ? Hả? Có buồn không? Hờ là buồn này. Thôi không sao, cố gắng. Chị đi làm, anh đi làm. Ở nhà ngoan nhá hờ nhá. À. Thế giờ hờ thích ăn gì? Hả? Bình thường thì ở đây hay ăn cái gì nào? À hờ. Ở trong làng này thì không có quán, nên phải ra tít ngoài kia thì mới có các bác ạ. Cái này là chị cho nhá, cho ăn kẹo nhá.
Này. À, ngoan nhá, nhớ chưa? Thôi không buồn nữa. Thế xem là thích ăn gì thì mua nhá. Ăn kẹo thì mua. Giờ làm nào, không biết làm nào để mà xúc được đống đất kia đây. Phải xúc đấy hờ ạ. Mưa là phải để ý tiếp nữa nhá. À, để xem là xem chỗ nào nó còn rơi đất không. Hả? Có gì em phải nói với chị thì chị mới hiểu được chứ, chị mới biết được chứ. Hay có bạn nào bắt nạt? Không. Thế làm sao mà không vui? Không thấy vui. Không thấy vui á? Ừ. Thôi, dạo này là gầy quá. Thế nhá, chị đi nhá, hờ nhá, về nhá. Ở nhà ngoan nhá. À, cô ba người có lẽ là video ngày nay thì em có cũng xin phép được tạm dừng tại đây thôi. Đấy, hôm nay thì vào đây là được biết là chị Bớ thì cũng đi làm rồi. Và hiện tại thì Bớ đang đi làm ở dưới chợ là với 25.000 một ngày các bác ạ. Là ngày công là 25.000 một ngày. Thế còn tạm thời bây giờ thì em có chưa biết là Bớ là đang làm công việc cụ thể nào, làm cho nhà nào thì em có chưa biết. Ngày nay chỉ biết là hờ này, với lại chị hàng xóm mà nói vậy thôi. Nếu có gì thì em có là sẽ tìm hiểu và chia sẻ và thông báo cho các cô các bác biết là Bớ là hiện tại là đang đi làm công việc gì ở dưới chợ nhé các bác. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Linh.